phim Con Rối Hào Môn. Tập 25. Cô muốn vô phục sinh ăn chia, cô chưa đủ trình độ đâu. Tôi chưa đủ trình độ. Chị đừng quên, tôi cũng mang họ Cố. Hơn nữa, Cố phục sinh chỉ có một đứa con trai, đó chính là Tết. Để coi tụi mày chạy đi đâu. Chị Đa. Thằng quỷ này, chị cái gì chứ, không có ai ở đây, gọi là má. Thì ra mấy lâu cô gạt tôi. Tại sao luôn các cô cũng gạt tôi chứ? Có nghĩ tới người ta không? Gọi cũng không trả lời, nhắn tin cũng không phản hồi. Chắc chắn là đang giận lắm rồi. Bình thường ảnh đâu có nhỏ mọn vậy đâu. Những chuyện này do tích tụ lâu ngày thôi. Bây giờ ảnh đã bị người ta đồn trên mạng, lại nghi ngờ chị hai của ảnh thọc gầy ảnh. Bây giờ cậu biết bấy lâu má đang nói dối nên mới sụp đổ thôi. Hiểu mà, má chính là cọng rơm cuối cùng trên lưng lạc đà chứ gì. Phải, có một chuyện con không hiểu. Tại sao chị hai của ảnh cũng hại ảnh chứ? Chị hai của ảnh không phải cùng một mẹ sinh ra. Tức chính là Quyền Vũ Môn. Simon Lý hạ gục anh em của ảnh, sau đó ép buộc ba của ảnh mới có thể lên làm hoàng đế. Có phải như vậy không? Cái gì Quyền Vũ Môn cái gì? Con nói má cũng không hiểu đâu. Người lớn các người đúng là phiền phức. Giống như con vậy, một hai bắt con nhận là em của má, báo hại tới bây giờ luôn cả bạn cũng không còn nữa. Tưởng hậu có thất bại không? Nhiều chuyện quá đi. Vô tích sự. Để con ra tay cho, con biết đám bạn của ảnh mà. Không có hứng thú đi đâu hết đó. Không có hứng gì, lần này không có liên quan đến tôi. Cậu nhìn đằng sau đi. Hai. Anh Điếp, sao cậu đi chung với họ vậy chứ? Cái gì chứ, cậu còn nhớ lần trước cậu chơi trò khiêu chiến với tử thần đó. Kiếm một cầu thang vừa dài vừa dốc để mà chơi thùng lăng mà. Thật ra thì tôi tìm được rồi. Cái gì? Nè, đừng nói nhiều nữa, cậu coi cậu Điếp có thông minh không? Vừa biết có trò chơi, lập tức chạy đi đòi chơi thử rồi. Không ngờ cậu ta tuổi tác còn nhỏ, lá gan còn lớn hơn sầu riêng nữa. Wow. Cái gì chứ? Nguy hiểm mới phấn khích chứ. Thì tình chưa xuất phát đã thấy thích rồi. Đừng nói nhiều nữa, cùng tới chơi luôn đi. Nè, mọi người là vậy đó. Nè. Xin chào. Ngồi xuống đi. Nè, các người đừng có làm bậy đó nha. Ê, nè. 3, 2, 1 cùng lăn đi. Điếp. Điếp. Còn vui hơn là nhảy nữa đó. Cậu ta đâu rồi? Cảm động thiệt đó nha. Anh bạn, thì ra anh lo cho tôi như vậy hả? Thằng quỷ sứ đây, luôn cả tôi cũng dám lừa nữa. Tôi chỉ giúp chị Đa thôi mà. Nếu không làm vậy, làm sao hẹn anh ra? Hey, xong rồi, thành công rồi. Chúng ta đi ra đi. Đi thôi. Đi. Đi. Ơi, thiệt là bị mẹ con của cô hại chết đó. Lúc trước nói dối để gạt tôi, còn lúc nãy thông đồng đóng kịch nữa. Anh không nghe điện thoại của tôi, lại không cho tôi cơ hội giải thích, Điếp mới nghĩ ra trò này để dụ anh ra thôi. Đừng giả bộ lạnh nhạt nữa. Anh hối hả chạy tới đây như vậy, đúng là có nghĩa khí lắm. Cảm ơn. Chỉ cảm ơn tôi, không cần xin lỗi sao? Xin lỗi cái gì? Cô đã lừa tôi đó. Hai mẹ con giả làm hai chị em. Bây giờ anh bị mất miếng thịt hay là mất cục tiền? Anh làm ơn trả băng chút đi. Lúc anh biết tôi đã nói với cả thế giới như vậy rồi. Ai cũng nghĩ tôi giấu người yêu ở nhà. Tết à, chuyện bị đặt này không phải nói vì anh đâu. Tóm lại cô gạt tôi là không có đúng rồi. Uổng công tôi tin cô. Tôi không có đâu nói với anh. Thật ra cô giữ cũng giỏi thiệt nha. Nói thiệt đó, nếu không tại cô tự nói ra là mình có đứa con, không ai nghĩ cô có con đâu. Nhưng mà sao cô ta lại cao như vậy chứ? Bà của nó cao lắm sao? Mấy tuổi cô sinh nó ra vậy? Bây giờ bà nó đâu rồi? Đó, chính vì tôi sợ người ta hỏi như câu hỏi này tôi mới nhận nó làm em tôi. Bạn bè mà.
ở chỗ vắng vẻ nói ra không được sao? Thật ra cũng không phức tạp. Tuổi trẻ vô tri cộng với ham chơi, 16 tuổi tôi đã bị người ta làm cho mang bầu. Lúc đó đúng là chưa chín chắn chút nào. Ba nó lớn hơn tôi 1 tuổi, còn xòe tay xin tiền người nhà nữa. Gia đình hai bên đều không muốn giữ đứa nhỏ này. Má của tôi còn nói, đi cho khuất mắt luôn đi. Nhưng đứa nhỏ không có tội, cho nên tôi cương quyết sinh nó ra. Con của mình tự mình nuôi, tôi đã trở mặt với người nhà rồi. Tuy từ trước tới giờ nuôi lớn đứa con thật sự không dễ chút nào, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Cô cũng kiên cường lắm, cho nên cô ra sức làm việc như vậy đó hả? Đương nhiên rồi, đi chu cấp ăn học, đi khám bệnh, điện đó củi lửa cái gì cũng là tiền, không cố gắng làm sao được. Thật ra cô giỏi như vậy, đáng lý cô có thể nhận giải thưởng bà mẹ kiệt xuất rồi, đâu cần giấu giếm che đậy chứ. Không phải, Điếp nó căng thẳng lắm, suốt ngày bị người ta chỉ tay chỉ chân, còn nói nó có gia đình đơn thân, không có ba, má nó còn là đứa ranh con nữa. Tóm lại không có gì tốt. Kỳ thị. Tôi bị người ta cười cũng không sao, tôi tự chọn mà. Nhưng nó thì vô tội, nó không được chọn, còn là đứa trẻ thiên tài nữa, năm nào cũng nhảy lớp, các giáo viên còn rất thương nó nữa. Ê, thiên tài nhất định làm bia bắn đó. Anh hiểu sao? Nè, cô đừng tưởng tôi sống buông thả nha. Tôi đứng hạng nhất đó, tôi từng là lớp trưởng, từng lên bục giảng giải đó. Lý nào tôi không hiểu, nhưng thiên tài luôn bị ganh tị chứ. Người là vậy đó, sánh không bằng người ta thì tấn công điểm yếu của người ta. Anh cũng cười tôi là người habis vậy. Tôi vẫn chơi thôi. Cao là bẩm sinh, không lẽ lùn cũng có lỗi sao? Anh cười tôi là người habis, vậy thì tặng nhẫn chúa tể cho tôi đi, để tôi có thể tàng hình bất cứ lúc nào, để lần sau khi anh cười tôi có thể không nhìn thấy, không nghe thấy. Có thể anh cảm thấy chưa chồng mà có con là một trò cười, nhưng mà không sao, mỗi một người đều phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Chuyện thì tôi nói xong rồi, anh giận tôi cũng không sao. Nếu anh coi Điếp là bạn của anh thì anh giữ kín bí mật này giùm nó. Nếu như anh hưởng tới anh coi như mình gặp xui xẻo đi. Chúng ta không làm bạn cũng không sao. Cảm ơn. Tết, nghỉ mấy ngày rồi em định làm gì? Em định trở về Mỹ để giải quyết chuyện đó. Chẳng phải em nói em không phóng quả sao? Dù sao em cũng có phận, bây giờ rõ ràng chuyện này nhắm vào em mà. Người đó nói đúng lắm đó, con người phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Đúng vậy, người nào làm thì người đó gánh chịu. Đàn ông quan trọng nhất là cái gì? Là bờ vai, phải biết gánh vác. Chị không đồng ý. Chị không phản đối em làm vậy, nhưng không phải bây giờ. Tại sao? Nếu như em bỏ đi sẽ bị người ta thừa nước đục thả câu. Chúng ta khoan nghĩ tới chuyện thật ra ai là thủ phạm giấu mặt. Nhưng mà tới lúc đó em nghĩ thử đi, hễ em có chuyện gì hồ sơ của em sẽ lập tức bị người ta lấy đi hết. Xe thao là tâm quý của em mà. Ý của em là... Anh cũng biết Thành Quân nghĩ chị em thế nào mà. Nếu xe thao thực sự rơi vào tay chị, đến lúc đó chắc chắn sẽ hoàn toàn thay đổi. Với lại tòa nhà của má không chừng cũng không giữ được. Chị Quân thật sự tuyệt tình vậy sao? Trước giờ tập đoàn Phục Sinh đều do chị Quân cai quản. Bây giờ chị em mình nhúng tay vào, chắc chắn vậy sẽ thấy khó chịu. Chị sợ nhất là chị sẽ tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn thôi. Em có định là tranh giành cái gì với ai đâu chứ. Em chỉ muốn làm những gì mà em thích làm thôi. Tết à, chị biết là em khó chịu, nhưng mà em đã dốc bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian vào xe thao này, em nhất định phải hoàn thành nó. Nhưng còn cái vụ bên Mỹ? Chuyện đó dễ thôi, sau khi em hoàn thành xe thao thì xử lý nó.
Dù sao em cũng định gặp giáo sư đó bàn chuyện bồi thường tổn thất cho ổng mà. Tức là không cần nôn nóng nhất thời. Phải đó, chuyện đó nhanh chậm trước sau. Dù sao khu vườn của giáo sư cũng đã sửa xong hết rồi, tổn thất cũng không lớn, bồi thường để khi khác cũng không nghiêm trọng cho lắm. Sao cũng được hết. Sao rảnh rỗi mời tôi nghe nhạc vậy? Tự nhiên nói vẻ hợp, có dư một vé mới không bỏ uổng thôi. Thế sao rồi? Có phải hoàn toàn suy sụp không? Coi như đỡ hơn rồi, tôi đã phân tích tình hình với nó, coi như chịu đi làm lại. Vậy tốt rồi. Nhưng tôi nghĩ chị cô không dễ dàng dừng lại đâu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Có thể bây giờ chỉ là mở màn, chiêu độc của chị nhất định lần lượt xuất hiện. Cậu Nhiên nghĩ sao? Anh nói bản thân ngay thẳng đàng hoàng, không có gì đáng bận tâm. Người nào thì nghĩ việc nấy. Con người cậu ấy chính trực như vậy, không bao giờ lừa gạt ai. Cậu ấy cảm thấy chỉ cần đội trời đạp đất sẽ có thể không thẹn với lương tâm trời đất. Còn anh nghĩ sao? Tôi là người xấu, chuyên nghĩ chuyện xấu. Tôi biết cô đang lo chuyện gì. Anh sẽ giúp tôi đúng không? Biết ngay cô kêu tôi tới nghe nhạc, không phải miễn phí mà. Có những chuyện muốn xảy ra trước sau cũng sẽ xảy ra thôi. Xin chào cô cố. Xin chào. Có một ông tên Thái Chí Lệ gọi điện tới muốn hẹn cô trên đây đi ăn. Thầy Thái? Ừ, ông ta nói trước đây là thầy của cô. Thì đã di dân qua Canada nhiều năm rồi, không có về Hồng Kông mà. Vậy cô giờ lại cuộc hẹn chiều nay của tôi trễ một chút. Dạ hiểu, vậy tôi ra ngoài trước. Patrick. Selena. Cà phê đen đúng không? Cho thêm ly cà phê, cảm ơn. Không biết thầy Thái có hẹn luôn các bạn khác không? Anh cũng không rõ cho lắm. À phải rồi, lần trước cảm ơn em. Cũng nhờ em, cháu của anh mới vô được trường tiểu học đó. Bây giờ nó học vui lắm. Chuyện nhỏ thôi, không cần khách sáo. Sao hả? Thiếu ngủ à? Dạo này mệt lắm sao? Anh đang tiến hành ly dị. Tại sao vậy? Sau khi tụi anh làm đám cưới, mới phát hiện thì ra suy nghĩ hai bên khác nhau. Anh thì muốn nhân lúc bản thân còn trẻ phát triển sự nghiệp của mình, mau chóng kiếm nhiều tiền. Thật ra đòi hỏi của cổ cũng đơn giản lắm. Cổ chỉ muốn anh hàng ngày có thể bên cạnh cổ. Cổ không có lỗi, tại anh không làm được thôi. Thật ra những chuyện mang tính chất nguyên tắc khó có thể đưa ra thỏa hiệp lắm. Nhưng dù sao hai người cũng là vợ chồng, em cảm thấy hai người cần phải ngồi xuống từ từ nói. Tụi anh có nói chuyện, nhưng mỗi lần ngồi xuống nói chuyện thì cãi nhau, đôi bên đều mệt mỏi. Thật ra vì đứa con, anh cũng không muốn đi bước này đâu. Cô à, cà phê của cô. Xin lỗi, tôi lấy khăn cho cô nha. Cô, có mấy sắp hồ sơ phải nhờ cô ký. Ok. Lúc nãy ăn trưa lạ lắm. Rõ ràng thầy Thái hẹn, nhưng không hiểu tại sao thầy không tới. Gọi điện thoại cũng không nghe. Không biết xảy ra chuyện gì. Cô kiểm tra lại giùm tôi. Natalie, cô có nghe tôi nói chuyện không? Natalie. Hả? Xin lỗi, lúc nãy cô mới nói gì? Sao như người mất hồn vậy? Có phải bầu cổ của cô có chuyện không? Tình trạng của cổ càng lúc càng tệ. Bác sĩ nói chúng tôi phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Cổ sẽ đi bất cứ lúc nào. Qua đây.
Thật ra tôi hiểu cảm xúc của cô. Lúc nhỏ khi tôi đi học, một người ngồi kế bên tôi là bạn thân của tôi. Đừng tưởng tôi họ Cố thì thuận buồm xuôi gió. Thật ra tôi cũng căng thẳng lắm. Tôi là con trưởng trong nhà. Tôi phải học thật giỏi. Ra ngoài phải lễ phép với người ta. Không được làm mất mặt gia đình. Bạn học này giống như cái hang của tôi vậy. Chia sẻ buồn vui cay đắng với tôi. Có một hôm khi đi học, tôi thấy chỗ của cổ bị trống. Thì ra cổ bị tai nạn giao thông, không thể cứu sống. Luôn cả cơ hội nói lời tạm biệt với tôi cũng không có. Tôi đau khổ lắm. Thành tích ngày một đi xuống. Má đành phải chuyển trường cho tôi. Đúng một năm dài đằng đẵng, tôi mới từ từ hồi phục lại. Bây giờ cô có còn nhớ cổ không? Có chứ. Nhiều khi tôi đi ngang trường tiểu học ngày xưa, tôi đều nghĩ đến cổ. Đời người đúng là vô thường. Vô thường mới là thường hằng. Có một lần tôi đi một mình đón xe lửa ở châu Âu, từ Paris tới nay. Giữa chừng thấy người ta lên xe xuống xe. Đột nhiên tôi hiểu ra một đạo lý. Làm người cũng giống như ngồi xe lửa. Có những người sẽ cùng lên xe với mình, nhưng chưa chắc cùng xuống xe chung một thời điểm. Không biết ai mới có thể ở bên mình đến chặng cuối. Đời người luôn đối mặt với chia ly, cho dù không đành lòng cách mấy cũng được, cũng phải biết cách buông bỏ. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô. Alo. Sao con lại đành lòng bỏ rơi má chứ? Rắc kì. Không được đụng tới đó. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Cô đi cho tôi đi. Bác trai, bắt cho con bên cạnh Jackie thêm một lát đi. Cô đi đi. Cô đã giúp cho Jackie nhiều lắm rồi. Coi như vợ chồng tôi nợ cô đi. Cô đồ đi khốn. Bác gái, mau đi. Bác gái à. Em à, em ăn món ý được không? Cái gì chứ? Tuần sau là sinh nhật của em à, có cần ăn mừng hay không? Nè, nếu muốn lãng mạn một chút á, thì hai người cùng đi dự buổi dạ tiệc. Nếu muốn nhộn nhịp một chút thì ăn lẩu kiểu Nhật. Hẹn với đám bạn cùng đi ăn thịt bò. Sinh nhật năm nào cũng có, đâu cần bày thêm nhiều trò. Mỗi năm mỗi tuổi qua giống nhau, mỗi tuần mỗi năm người đã khác. Hơn nữa lần này là sinh nhật đầu tiên sau khi anh và em làm đám cưới, đương nhiên phải tổ chức trình trang rồi. Trước giờ em không đặc biệt tổ chức sinh nhật, chúng ta ăn một bữa cơm đơn giản đi. Cũng được, để đích thân anh làm bếp. Lựa thực đơn của vua ẩm thực cái đã. Bay lên trên mọi miền. Em yêu à, em đoán coi anh đã đặt nhà hàng nào mừng sinh nhật với em hả? Không đi đâu, chúng ta về nhà đi. Thật ra em muốn làm sao chứ? Thật ra em muốn làm sao đây? Em không muốn tiếp tục quen anh nữa. Đó là quỷ sinh nhật của em hay sao? Em không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa. Thực tế tranh của anh chỉ là đống rác thôi. Em muốn chia tay với anh có phải vậy không? Đúng. Đừng nằm mơ. Anh điên hả? Ngừng xe. Không ngừng đâu. Ngừng xe đi. Ngừng xe. Sao có nhiều phóng viên quá? Có chuyện gì xảy ra vậy? Vậy mà cô cũng không biết hả? Cô không lên mạng sao? Nè, quay lại tình cũ, con gái cưng của tập đoàn Phục Sinh cướp chồng người khác.
Chuyện kể hôm qua con gái cưng của tập đoàn phục sinh Cố Thành Quân bị người ta chụp được cô tới khách sạn 5 sao bí mật hẹn hò với tình cũ, lại có hành động thân mật trong nhà hàng nữa. Vào đi. Cô Cố. Không cần nói nữa, tôi biết hết rồi. Tôi dám chắc có người muốn hại cô. Tôi biết. Có người muốn bôi nhọ tôi còn biết ai làm nữa. Gặp Cố Thành sao? Thầy Thái hẹn gặp tôi. Thật ra là có kẻ muốn mượn danh của thầy gài bẫy để tôi và ba Trích gặp nhau, sau đó chụp hình chúng tôi. Đúng là mỹ ổi quá. Bây giờ tính sao đây? Dưới nhà toàn là phóng viên, ai cũng đòi phỏng vấn cô. Bởi vì tôi cũng vô ích thôi. Sự thật dù sao cũng là sự thật. Tôi đã liên lạc với ba Trích và vợ của ảnh. Họ cũng chịu ra mặt làm chứng cho tôi. Vậy thì hay lắm. Xuống dưới nói với đám phóng viên giùm tôi, nói là 3 giờ chiều mai tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo đồng loạt trình bày chuyện này. Hôm nay họ tiếp tục đợi tôi ở đây cũng vô ích, tôi không có bất cứ phản hồi gì. Ok, tôi sẽ đuổi khéo họ đi giùm cô. Làm gì vậy? Phong độ lịch sự thôi. Cô làm gì vậy? Xem anh có bị sốt tới não rồi không? Điên khùng. Tôi tỉnh táo mạnh khỏe lắm. Ngồi xuống đi. Tỉnh táo khỏe mạnh? Anh bị người ta đột khắp nơi kìa. Nào là phóng quả, nào hại thiếu nữ vị thành niên. Bây giờ họ còn nói anh là con rùa rút đầu, không mặt mũi nào gặp ai. Tin đồ mà cũng tin nữa. Tôi không có gì đâu. Tôi đi làm lại rồi. Nếu không phải sao phải mời cô ăn cơm. Không có gì thì tốt rồi. Anh có biết tôi muốn gọi cho anh lâu lắm rồi không? Nhưng sợ anh khó xử. Yên tâm đi, tôi là kẻ mạnh nhất vũ trụ, đánh không có chết đâu. Nhưng thật ra ngoại trừ tôi, Ngũ Bá và anh Hiên cũng lo cho anh lắm. Anh nhớ đó, bây giờ anh có thể làm những chuyện bản thân anh thích làm thì phải cố gắng, đừng quay trở lại thành vô dụng nữa. Hiểu rồi. Không phải ai cũng có thể thực hiện ước mơ của mình đâu. Cô nhìn gì vậy? Ơi, thôi đừng có nói chuyện đó nữa. Ăn một bữa cho ngon đi. Để coi ăn cái gì đây. Không cần đâu, do thời gian eo hẹp tôi đã gọi rồi. Hôm nay khuya rượu vui vậy sao? Quả nhiên xài sang lắm. Hai vị, đây là món khai vị trong thực đơn tình nhân. Tự nhiên. Thực đơn tình nhân tức là sao? Có ý gì đâu chứ, đang có chương trình mà, vừa rẻ là vừa ngon nữa. À, nhưng coi bộ chỗ này rẻ mấy cũng có hạn. Anh có đem theo bóp không? Yên tâm đi, tôi mời đó. Vậy tôi không khách sáo nha. Có vui hay không? Đương nhiên là vui rồi. Có sung sướng hay không? Cực sung sướng. Có cảm động hay không? Hơi cảm thôi. Vậy thì tốt rồi. Tốt cái gì? Lát nữa ăn xong á, làm một chuyện giùm tôi có được không? Trăng tối nay cũng đẹp lắm. Cũng đẹp lắm. Thật ra thì hai người đi dạo bờ biển như vậy cũng có cảm giác lắm. Thật ra anh đưa tôi tới đây làm gì? Thư giãn thôi. Lúc nãy quá mềm lòng đó có tuyệt vời không? Bữa ăn đó cả ngàn đô lận. Tôi cũng thấy xót cho anh đó. Nè, muốn lãng mạn á, đừng có nói tiền. Tặng cho cô. Hả? Thành thật trả lời tôi đi. Ăn xong bữa tối lãng mạn như vậy, dạo bờ biển lãng mạn như vậy, dẫn luôn cành hoa này nữa, bây giờ trái tim của cô có cảm giác bị tan chảy không vậy? Nè, anh đừng nói cho tôi biết anh muốn theo đuổi tôi nha. Tôi chịu không nổi cú sốc này cô đâu. Cô điên khùng quá đi. Tôi coi cô chỉ là huynh đệ thôi. Coi cô là cục cưng sao? Sao còn tặng qua, còn mời ăn cơm chứ. Bây giờ giỡn mặt hả? Nè, cô có phải phụ nữ không? Nhìn cô không có giống rồi. Anh nói cái gì? Nè, cô là phụ nữ mà. Để nói ý kiến của cô thôi. Tức là muốn coi tán gái bằng cách này có được hay không thôi đó. Chỉ vậy thôi phải không? Hù chết người ta sao? Tôi còn suy nghĩ coi làm sao từ chối anh đây. Tặng cho tôi phải không? Cảm ơn. Nè, vậy tức là được. Cái này được hay không vậy? Mỗi một cô gái đều khác nhau, còn tùy thuộc mục tiêu của anh là ai. Nói gì thì nói, mục tiêu của anh là ai vậy? Tôi có biết không?
nếu là huynh đệ thì đừng có hỏi chuyện đó. Tức là tôi quen rồi. Người ở công ty có chị Kari, Apple, Ginny, họ đều không phải là đối tượng của anh. Càng không thể nào là chị Đa. Hai người như quan gia vậy. Sao vậy? Không lẽ bị tôi đoán trúng đúng là chị Đa sao? Nè, anh thường gọi người ta là Ha biết. Nè, ăn nói cẩn thận đó. Huynh đệ cũng không có để mặt đâu nha. Nghiêm túc như vậy là về thật tình sao? Nhưng chị Đa biết chưa? Chứ gì tôi không biết làm sao nói với cô, cho nên mới hỏi cô thôi. Trò gì không chơi chơi trò thương thầm. Thương thầm cực lắm đó. Suốt ngày yêu người đó, muốn quan tâm họ lại không thể cho họ biết. Nè, cùng chung cảnh ngộ đó, cô cũng thương thầm người ta sao? Tôi là diễn viên mà anh quên rồi sao? Suy luận một chút là biết liền. Vậy cũng phải. Nè mấy bồ à, vậy thì cả đời chỉ có hai huynh đệ, lần này cũng phải giúp tôi giải quyết mới được đó. Huynh đệ mà, lý nào tôi lại từ chối? Để dùng khí cạnh phụ nữ của tôi chỉ anh dài chiêu nha. Nè, trước tiên phải nhắm vào sở thích. Anh có biết chị thích gì không? Mình không biết nữa. Anh không biết người ta thích gì làm sao theo đuổi chứ. Để chị anh chiêu cơ bản cái đã. Nè, tặng qua không phải đứng giống như lúc nãy, anh phải quỳ xuống đất. Bệnh tâm thần. Làm đi. Tôi có quỳ đâu nha. Quỳ đi. Trước khi Jackie qua đời đã căn dặn kỹ lưỡng, kêu tôi đem cái này đưa cho cô. Con sẽ giết chuyện này. Những thứ con đã tặng cho cổ, thực tế con không định sẽ lấy lại đâu. Bây giờ nó đã ra đi rồi, cần phải trả lại chủ cũ. Tôi biết cô rất tốt với Jackie. Suốt một năm qua cô vì chữa bệnh cho nó đã tốn rất nhiều tiền. Đừng nói chuyện đó nữa bác à. Có nhiều chuyện đã định sẵn rồi. Hay là chúng ta vừa đi vừa nói đi. Cô muốn đi đâu vậy? Con đi viếng Jackie một lát. Cô không đi có được không? Ba của Jackie không muốn nhìn thấy cô đâu. Nhưng con chỉ muốn gặp cổ lần cuối cùng thôi. Nhưng rất nhiều bà con bạn bè đều có mặt ở đó. Nếu cô tới đó, họ sẽ khó xử lắm. Coi như tôi năn nỉ cô. Cô làm ơn là phước đừng đi nữa. Còn nữa nha, sáng mai động quan, cô đừng nên xuất hiện nha. Coi như bà già này, cô biết đạo lý phải trái gì đi. Tóm lại cô hãy để mà Jackie, đừng có đi nữa. Làm ơn cho thêm một chai rượu nữa. Cô đã uống nhiều lắm rồi. Cho tôi uống đi. Tôi thật sự cảm thấy khổ sở lắm. Thôi được, chai này là chai cuối cùng. Tôi uống với cô, chịu không? Cô à, chai rượu của cô đi. À, để xuống đi. Lương cả tang lễ cũng không cho cô tham gia. Đúng là không có tình người. Thật ra tôi cũng không có đòi hỏi gì. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Ngay cả chặng cuối cùng cũng không cho tôi đi tiện. Thật ra tại sao tuyệt tình vậy chứ? Dù sao hai người cũng quen biết lâu ngày. Cô lại giúp Jackie rất nhiều. Có phải hiểu lầm gì không? Cô là Jackie, bồ cũ của cô. Yêu một người không có giới hạn giới tính, chủng tộc. Tôi cứ tưởng là cô sẽ coi thường tôi. Yêu nhau là chuyện của hai người, không ai có quyền phê bình. Nếu cha mẹ của cô cũng nghĩ như cô thì chúng tôi khỏi phải xa nhau. Tôi từng hứa với cô, tôi nói sẽ cùng ngắm quan đào với cổ, sẽ cùng cổ ngắm Bắc Cực Quan. Nhưng bây giờ tất cả mọi chuyện đều biến thành núi tuyết hết rồi. Jackie không trách cô đâu. Tôi vô dụng quá. Tôi ngại người ta sẽ nghĩ tôi như thế nào.
Cho nên cuối cùng tôi đã chọn, tôi chọn cách rời xa cổ. Cổ từng nói với tôi là muốn tôi đưa cổ đi xa, nhưng tôi không có, tôi không có sự can đảm đó. Khờ quá, đừng nghĩ như vậy, chắc kia sẽ hiểu mà. Nếu cô khóc xong sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cứ việc khóc đi. Có phải là tôi khờ lắm không? Không khờ, không khờ chút nào. Được rồi, đừng khóc nữa. Coi đó, khóc đến lem hết phấn rồi. Tôi xin lỗi. Không sao. Có cần vô nhà vệ sinh rửa mặt không? Ok. Ok. Cô, nước ấm. Cảm ơn. Lát nữa chắc chắn có nhiều phóng viên lắm. Phải, đồng loạt trình bày hết khỏi phải rắc rối. Chị hai, chị đúng là bình tĩnh lắm. Giả thì không thể thật. Không lý nào chị lại vì mấy câu đồn đại làm ảnh hưởng tới chị. Lát nữa hai vợ chồng Patrick cũng tới đính chính cho chị. Ừ. Nhưng khổ nỗi đám thợ săn ảnh không biết dùng cách thương qua Tiết Ngọc. Họ chỉ muốn đăng tin, kiếm được chút thông tin nhất định cắn chặt không buông. Với lại đáng ghét nhất là cái gì? Họ rất thích dùng phương pháp bóp ống kem, từng chút tung ra, nhất định ép chị vào chân tường. Cảm ơn em nhắc nhở, nhưng chị không có hứng thú lo, cũng không có hứng thú biết. Chị hai, chúng ta làm chị em bao nhiêu năm qua, thì ra em không thể hiểu chị cho lắm. Nhưng mà không sao, em sẽ tôn trọng lựa chọn của mỗi người. Thật ra em muốn nói gì? Chị chưa biết sao? Coi nè, việc chồng của người ta lại ôm gái, không lẽ là ổ cắm đa năng sao? Chủ tịch tập đoàn Phục Sinh Cố Thành Huân đăng ký giữa với hẹn hò với tình cũ xong, quay lưng đi lại bị người ta chụp được hôn môi người khác, lần này còn là phái nữ nữa. Cô Cú à, có phải cô là người sông giới hay không vậy? Có thể giữ cô và trợ lý của cô thân mật lắm. Sao lại sợ chết phải nữ hồi nào vậy? Đi lắm, 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 đi lắm. Có phải con bị điên rồi không? Hả? Không ngờ lại quan hệ với Natalie. Chắc chắn thể diện của họ Cố sẽ bị con làm mất hết. Con không có gì nói với má. Thật ra con đã bị cú sốc gì chứ? Lúc thì Natalie, lúc thì Patrick. Má thật sự không dám bước ra đường. Chắc chắn ngày mai cả Hồng Kông này sẽ có tạp chí đăng con lên trang nhất cho mà coi. Con coi con đi, không có một câu giải thích gì hết. Má là má của con mà. Thực tế đây không phải là sự thật. Má kêu con giải thích gì chứ? Có nghĩa là người ta đổ quan cho con. Vậy còn mấy tấm hình đó là thật hay là giả vậy? Nếu là giả, mời luật sư kiện tới họ mọt gông đi. Được rồi. Cái con khủng Natalie này đúng là biến thái mà. Có phải nó uống nhầm thuốc không? Luôn cả con nó cũng dám động tới sao? Con đừng để mắt lừa nó, nó sẽ hại con chết đó. Natalie chỉ uống rượu say thôi, con và cổ không có gì. Vậy tức là bản thân không làm lại chịu tiếng quan. Còn Patrick, có phải con và cậu ta vẫn còn dây dưa không? Má à. Con à, con đúng là mặt hung thần, dạ Bồ Tát mà. Còn cái thằng quỷ nghèo sát sơ đó, chắc chắn là muốn bám theo con, tìm lại con, hòng trục lợi thôi. Con đừng có nên đâm đầu vô nữa. Má đừng nói nữa, con và Patrick không có làm gì hết. Năm xưa má tìm cách phá hoại còn đổ hết lỗi cho ba. Lần trước con thấy má bị xe đụng đau chân, con mới không cãi thôi. Má dừng lại đi. Tức là bây giờ con trách má sao? Má làm bao nhiêu chuyện vì cái gì chứ? Cũng vì con thôi. Má đừng dùng con làm cái cớ nữa. Ba đã yêu người đàn bà khác, sinh luôn cả con. Má gì cũng cố địa vị của má, má ép con phải nên người. Muốn con thập toàn thập mỹ, giành điểm cao giùm má chứ gì. Bây giờ con muốn phản má sao?
Má là má của con mà, má mang nặng đẻ đau sinh con ra mà. Chúng ta ngồi chung một chiếc thuyền. Thật ra bây giờ con muốn cái gì chứ? Đủ rồi, má đừng lấy tiêu chuẩn của má áp đặt lên con nữa. Con đường của con đi như thế nào con tự biết lựa chọn. Cho nên bây giờ con mới chọn con đường chết. Ba con là người gì chứ? Ông trọng sĩ diện lắm. Con nghĩ ông sẽ nghĩ như thế nào? Bây giờ cả trái bom để trước mặt con còn chưa tháo, con đã phản má rồi. Nếu như để hai chị em Thành Song nhìn thấy thì họ sẽ che miệng lại cười ngay. Tóm lại chuyện của con sẽ tự giải quyết, không cần má bận tâm. Chà, Cố Thành Quân cũng không phải đơn giản hơn. Coi suốt cả buổi rồi không chán sao? Đọc tới đọc lui cũng là chuyện nhảm. Càng phanh khui càng nhiều, lần lượt xuất hiện nữa mà. Mấy chuyện tin đồn mới chỉ là nói dốc thôi. Tự nhiên nổi gió chưa chắc vô cứ, có hình có sự thật luôn mà. Hình có thể chỉnh mà, ảnh cũng có thể sửa. À xin lỗi nghe, quên mất anh là con rể nhà họ Cố. Cậu Tết cũng bị người ta bôi nhỏ vậy thôi. Cái này gọi là mai này ai cũng như ai thôi. Nè, có cái mới nè. Thì ra năm xưa Cố Thành Quân này đã cùng với bồ cũ yêu tới không thể rời xa, khổ nỗi bị má cổ tìm cách chia rẽ mà thôi. Thật hay giả vậy? Có gì lạ đâu, anh cưới Thành Song cũng bị chê vậy thôi. Cố Phục Sinh kiêu ngạo như vậy, vợ của ông khó chịu có gì lạ đâu chứ. Tin này là bí mật mà, chuyện riêng tư như vậy mà cũng moi ra được sao? Không có ma, không có người chết đâu. Lần này hai mẹ con nhất định trở mặt, tự gây ra khó dung tha, đó gọi là quả báo nhãn tiền. Tin này do anh tung ra. Sao anh biết nhiều chuyện của mẹ con họ gì? Thành Song, anh vụ Cổ khai ra hay sao? Làm gì vậy, xử tội phạm sao? Tôi hỏi anh có phải anh làm vậy hay không? Cổ làm trước, tôi làm sau thôi. Tức là Cố Thành Quân hại bốn mắt, anh trả thù dùng cậu ta làm một vố hả? Sao anh có thể làm như vậy được chứ? Tại Cổ gây sự trước mà. Cho dù Cố Thành Quân thật sự có lỗi trước đi nữa, anh cũng không nên khai chuyện riêng của Cổ ra. Người nào làm người đó gánh chịu mà, quả không liên lụy vợ con. Bây giờ anh khui hết vết thương của Cổ ra, làm tổn thương tình cảm giữa Cổ và gia đình của Cổ, anh làm như vậy có đáng hay không? Tôi cũng không bên anh được đâu. Đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi. Quá trình không quan trọng, quan trọng nhất là kết quả. Đó đều là cách làm trước giờ của ba chúng ta mà. Tất cả chúng ta đều muốn giúp cậu Tết. Bây giờ khả thi mà. Chuyện của người đàn bà đó bị khui ra hết, cho ăn hết chuyện của cậu Tết. Có gì đâu. Không có gì hả? Tôi cảm thấy anh bỉ ổi lắm đó. Lần này làm quá trớn thiệt rồi. Anh cũng biết đám phóng viên không phải hiền lành gì. Đã mở màn rồi họ sẽ cắn chặt không buông. Tới lúc đó họ Cố ai cũng bị giả lây mà thôi. Đừng nên nhân nhượng quá. Nhân từ với kẻ thù tức là tàn nhẫn với bản thân. Đạo bất đồng, bất tương di mưu. Nè Nhiên à. Ngon thiệt nha, cho thêm một phần. Anh thật sự càng nghĩ càng giận. Anh Hải nó trở nên như vậy từ hồi nào chứ? Trước giờ anh làm gì luôn có cách của anh mà. Vì đạt được mục đích của mình bất chấp thủ đoạn, vậy thì có khác gì Cố Thành Quân kia chứ? Bỏ đi, hai anh em cãi nhau không vui đâu. Anh biết, còn rất mất tình cảm nữa. Nhưng mà trước công lý chính nghĩa, không thể nhượng bộ và nhún nhường được. Em coi đó, ba của em vừa về tới liền đòi gặp chúng ta. Không biết có phải do chuyện này hay không nữa. Ba, ba lớn, chị hai. Đúng một tuần trôi qua rồi, báo chí, tạp chí, mạng internet ngày nào cũng có tin tức của họ Cố chúng ta. Ân oán hào môn gì đó, tình thù gia tộc, giống y như là phim truyền hình nhiều tập vậy. Hơn nữa còn là loại xấu hổ nhất nữa. Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Selina. Con không biết. Ted, con là người bị cười mà. Không cần giả bộ vô tội nữa. Xảy ra chuyện gì mọi người đều biết rõ trong lòng. Có cần bà nói quịch tẹt ra luôn hay không? Bà thực sự thất vọng vì các người lắm. Đôi bên là chị em ruột, anh em ruột, có xích mích gì đóng cửa lại. Không phải thì nói đến cho phải. Các con có động não suy nghĩ hay không? Sao lại ngu ngốc nhạch áo cho người xem lưng chứ? Các con biết rõ đám phóng viên, chút xíu chuyện thì làm lớn mọi chuyện, dặm mắm thêm muối. Ba phần giả nói đến 10 phần thật. Tại sao các con ngu ngốc như vậy, không động não suy nghĩ gì chứ? Ông cũng biết nói mà, tại cái đám phóng viên viết bài thôi. Thật ra cả nhà chúng ta đoàn kết vô cùng. Ông coi Thành Quân đi, nó đã bênh vực Thành Song mà. Tôi thì càng không cần nói.
Từ nhỏ tới lớn luôn thương thằng Tết, thương tới ra mặt luôn, coi nó như là con ruột của tôi vậy. Bà coi nó như là con ruột sao? Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà sau khi xảy ra nhiều chuyện, tôi nghi ngờ từ đầu bà đã muốn chịu hư thằng quỷ này rồi. Chịu nó thành một đứa phá của ăn chơi lêu lỏng. Tôi đâu... Bà im đi. Bà đừng nên tức giận nữa. Con đã làm việc rồi. Con đã phát thư luật sư cho các tòa soạn rồi, bảo lưu trách nhiệm luật pháp. Riêng của họ đã đăng bài không chuẩn không thật. Con tin chắc chuyện này sẽ mau chóng lắng dịu. Trước giờ bà luôn yên tâm cách làm việc của con. Bà biết con cũng chỉ bị người ta bôi nhọ. Tóm lại trong chuyện này, con phải đánh nhanh rút gọn, đừng ảnh hưởng tới uy tín của tập đoàn Phục Sinh chúng ta. Con biết thưa ba. Thét, có phải con đã hại con nhỏ Tây đó không? Con không có, con bị người ta vu khống thôi. Dám làm sợ gì nhận chứ. Bà cũng có thiếu gì bạn gái. Con thành thật nói cho bà biết, bà không có trách con đâu. Hả? Tự nhiên ba, con thực tình không có mà. Vậy con có phóng hỏa đốt sân vườn người ta hay không? Đúng là con có hút thuốc, nhưng con không có phóng hỏa. Con còn nói dối với ba. Thằng quý này. Ba, con đã nói không có rồi, sao ba đánh con chứ? Dẫu hoặc thái đô lĩnh nhân phán cho chẳng ngồi na hố chẳng ngô cho vì phải lo trôi đô ngạc nhiên châu bố lãng mân sẽ nhất trái quay hồ mình xin đi mong xin ngô xin nhìn chẳng tham quố trôi xin phong yêu bụt hồ trôi đích như cao xô xin xin đi mong xin ngô tham phun yêu cho mô lễ mật duyệt đại đại gia gần đô tiền hằng ba đất đô đích biến đô sáng yêu đích gần đô dẫn dạ sư yêu chóng xe hồ ý chí đô mùi bắt đô chơi chó kỳ cầu ba đất đô đích giỏi đô sắp hơi đích gần đô quay sợi chớp mày quay sợi chó hoặc thế ngô 自尊心